Đây là phân Novatech, phân của Đức, dòng phân nhả chậm, bón cho cây ăn quả, đặc biệt là cây bưởi và cây cam. Bón thúc đợt 2 sau khi đậu quả xong, là bà con phải bón thúc tiếp đợt 2 để nuôi lớn quả. Nhưng thời kỳ này rất là quan trọng, và bón phân thì bà con lưu ý là chúng ta nên bón phân dòng nhả chậm. Nếu chúng ta bón phân nhả nhanh mà gặp thời tiết mưa rào, phân tan nhanh sẽ thừa lượng đạm và kali, gây sốc rễ, quả non sẽ rụng rất là nhiều. Nên là nhiều người bị rụng quả sau khi mưa rào rất là nhiều mà không hiểu rõ nguyên nhân. Thì nguyên nhân nằm ở chính phân bón của bà con, bón mà không biết tìm hiểu phân nào thích hợp cho đợt bón thúc đợt 2 thì bà con bị sai lầm, là nhiều khi phải trả giá rất đắt. Hoặc lúc đang ra hoa mà bà con phun thuốc nhện hoặc nấm hoặc sâu vết bùa mà tiêm thuốc nóng thì sẽ rụng mất hoa. Nên Hà Bình Ngon tư vấn cho bà con thường là phun thuốc phải đậu quả xong, hoặc là phun sạch bệnh từ trước khi nở hoa thì mới chuẩn.